Xin chào toàn thể các anh em quý vị và các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một hai con, hai con cưa Sixteen MS200 các bác nhé. Một hãng cưa quá là nổi tiếng rồi, hàng hệ tuyển chất lượng cho các bác. Con này thì nòng 40 ly các bác nhé. Đó. Hôm nay thì em mới về được hai con cưa Sixteen MS200 này, cực kỳ đẹp, máy móc bao zin nguyên bản. Hàng chưa hề bung biếc máy móc gì cả. Đó. Mà hãng cưa Sixteen có lẽ là thương hiệu nổi tiếng rồi, không có hãng nào có thể qua lại được được hãng Sixteen này các bác nhá. Đó. Một dòng Sixteen. Máy cưa xích. Con này thì rất phù hợp về cho các bác nào khai thác nhẹ nhàng cũng như là xài gia đình các bác nhá. Các bác nào kinh phí sử dụng tốt thì có thể lựa chọn một em này các bác nhá. Đó. Hai con máy cưa cực kỳ đẹp, quá là ok luôn bác nhá. Nói chung là về hai con này thì không phải lăn tan gì nữa rồi. Máy móc bao zin nguyên bản, hàng chuẩn chính hãng, không có lai bất kỳ phụ tùng gì các bác nhá. Đảm bảo cho các bác luôn, bên em thì chỉ bán những dòng máy tuyển chất lượng cho các bác. Đó. Thì các bác nào ưng ý hoặc là muốn tham khảo thêm thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929 hoặc là kết bạn qua Zalo cho em. Số điện thoại cũng như số Zalo thì em đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Đó. Hai con cưa Sixteen MS200 này, nhưng mà hai đời khác nhau các bác nhé. Đó. Hai đời khác nhau. Một con thì xài núm vặn bằng tay như thế này. Còn một con này thì xài núm vặn cài các bác nhé. Đó, hai con nắp xăng, đời sản xuất khác nhau, còn lại cũng là chuẩn nội địa của Đức các bác nhá. Không nên các bác hoàn toàn yên tâm, không phải lăn tăn gì cả. Đó, hai con sản xuất đời khác nhau. Một con này thì đời mới hơn này các bác. Con này thì đời mới hơn, sử dụng nóc cài giống như kiểu những dòng máy 381 như bây giờ các bác nhá. Đó, còn con này thì đời cũ hơn. Đời này sản xuất năm 2004 này. Đó. Con này thì nó xài nắp vặn xăng của nó là nắp xoáy ren. Đó. Hai con thì cũng chuẩn là dòng bãi Đức nên là các bác hồi yên tâm. Con này thì đời cao, có phần tem mác sản xuất ở đây nhưng mà nó khi em nhập về đã bị mất rồi các bác nhá. Đó nên là cũng không rõ nữa là đời sản xuất năm bao nhiêu, nhưng mà con này thì nó có hai nắp vặn nhớt với nắp xăng như thế này là chắc chắn là đời cao rồi. Đó. Còn tổng thể cây máy thì hai con thì đều cực kỳ đẹp các bác nhá. Máy móc nguyên zin, chuẩn chính hãng. Đó. Con này cũng thế, nguyên zin đẹp đẽ. Đó. Và hiện tại thì em sẽ báo giá luôn các bác nhé. Hiện tại thì con Sixteen MS200 này, con đầu tiên này sử dụng nắp vặn thì em để giá là 3.400.000. Đó. Còn con MS200 nắp cài này thì em để giá là 3.500.000. Các bác nào ưng ý hoặc là muốn tham khảo thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929. Đó, đặt hàng của bên em. Đó, một con 3.4 triệu với một con 3.5 triệu. Đó, còn lam xích thì em sẽ gỡ ra cho các bác xem qua nhá. Đó, hai con lam xích. Cái phần lam, cây lam của dòng Sixteen thì có lẽ là nước sơn của nó các bác nào sử dụng cũng đã biết, thì nước sơn của này thì rất dễ hay bị bong chóc các bác nhá. Nên là đa số là máy nào nó cũng vậy thôi. Nhập hàng bãi mà không thể tránh khỏi được rồi. Nhưng mà hai cây lam này thì đảm bảo cho các bác là còn ngon nguyên các bác nhá. Đó, sử dụng rất là ngon lành luôn, không phải lăn tan gì cả. Đó. Hai con chuẩn rin của nó này đều dập Sixteen ở đây nhá. Cái này cũng dập luôn này. Đó, và em sẽ đọc mã số ký hiệu của con này để cho các bác nào xem thì có thể đến đặt hàng thì có thể nhìn mã số để nhận máy các bác nhá. Con đầu tiên giá 3.400.000 là 12998.4731. Đó, và con thứ hai giá 3.500.000 là 17169.0374. Đó. Đó là tổng thể hai con. Các bác nào nhớ dùm em cái mã số để khi các bác đặt hàng của bên em thì nhận hàng các bác cứ đúng mã số để các bác nhận hàng các bác nhé. Đó, còn khi các bác đặt hàng của bên em thì các bác chốt con nào thì em sẽ gửi con đó, không có cái chuyện mà bảo là gửi linh tinh, nên là các bác hãy yên tâm. Đó. Đồng thời hai con máy đây,
quá là ok nhá. Máy móc bao di nguyên bản, hàng chuẩn chính hãng, không phải lan tan gì cả. Và hai con này em báo giá là đã hoàn toàn miễn phí ship rồi các bác nhá. Hoàn toàn miễn phí ship và được tất cả phụ kiện. Bộ phụ kiện của bên em gồm 3 món là một tip mở buji này, một tô vít chỉnh và một chiếc rũa để rũa làm xích các bác nhá. Đó. Bộ phụ kiện 3 món của nó gồm như thế. Và máy hoàn toàn miễn phí ship. Con này thì 3,4 triệu, con này thì 3,5 triệu. Các bác nào ưng ý thì có thể liên hệ trực tiếp qua em. Rồi và bây giờ thì qua phần test nổ ấy nhá. Qua phần test nổ thì em sẽ test nổ con này để cho các bác nghe tiếng máy của em nó, xem là các bác ưng ý hai con nào nhất để lựa chọn phù hợp cho gia đình mình các bác nhé. Vâng, và bây giờ thì em có một con Sittin MS200 đây các bác nhé. Con này thì giá 3,4 triệu này và có khung gỗ ở đây luôn, thì em sẽ test nổ cũng như là cho các bác xem tiếng máy nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đó. Con thứ hai cũng là một con Sittin MS200 nhé. Con này thì bán giá 3,5 triệu này các bác, giá đã miễn phí ship. Vâng, và bây giờ thì em cũng đang nổ luôn và để test máy luôn cho các bác nghe qua nhé. Cực kỳ ngon và chất lượng các bác nhé. Đó, và hai con này thì hiện tại thì em đã để giá công khai rồi, thì các bác nào ưng ý thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929. Rồi em chào các bác nhé, hẹn các bác video sau.